Xong khi mình nhìn thấy cái cảnh của Không Bằng Hà ở đây, thật sự là hơi bất ngờ. Hơi bất ngờ. Về Công Hân đây cả nhà xem, từ bên đây qua bên kia là khoảng 2,5 m 3 m, rồi từ bên đây tính ra là vuông đó, khoảng chừng 3 m vuông đi, và nó chứa vừa cái giường thôi nè. Hai mẹ con nằm ngủ nè, ba mẹ con nằm ngủ trong cái mùng gì nè, là chứa vừa cái giường, không có đường đi luôn. Ở bên đây thì thêm cái giường nhỏ nhỏ lót gì đó, lót bằng giấy. Đó, ở dưới nền nó là nền đất lót giấy cho nó đỡ tạm, đỡ dơ. Có vài ba cục gạch lót chân giường thì rất là chạnh lòng khi mình nhìn thấy cái cảnh của Không Bằng Hà ở đây. Tuy rằng trên YouTube mọi người không thấy, nhưng mà người Công Hân đã đến đây thì Công Hân sẽ thấy rõ. Đây là cái nhà mà không có cửa luôn nha, không có cửa sổ, mà nói chung là trống lỏng, chỉ có vách trên và vách dưới. Đấy, thì xung quanh là che bằng tấm bạc màu xanh này thôi. Đấy, bên kia nữa, xung quanh hết luôn. Đó là anh Nhân tới đây, anh Nhân cũng thấy rồi. Hôm nay là ngày 19 Tây nè. Anh Nhân và Công Hân đi đến đây cũng một đoạn đường rất là vất vả, nhưng mà cố gắng ghé ngang được chút xíu. Cũng xin lỗi Không Bằng Hà là phá giấc ngủ giữa khuya để quay những cái chi tiết thật sự của cuộc sống Không Bằng Hà ở đây. Thật sự là hơi bất ngờ đấy. Hơi bất ngờ. Hai cháu đang ngủ. Bây giờ Công Hân sẽ ra bên ngoài, Công Hân quay một vòng sơ lược về cảnh quan bên ngoài. Tuy rằng bây giờ nó tối dữ lắm, nhưng mà có thể mình thấy, mình đoán khoảng chừng được. Từ trong căn nhà bước ra thì có một cánh cửa như thế này. Đó, ở ngoài là che giấy bạc như vậy. Anh Nhân thì đứng về thấy nè, gọi đèn. Ở nhà thì như vậy đó, cũng được một mái tôn, cũng may mắn. Thì trước đây, cách đây cũng không lâu, thì chỉ có là miếng bạc che ngang cái sào cây thôi. Bây giờ thì có được mái tôn, cũng tốt lắm rồi. Mà đối với Không Bằng Hà là tốt lắm rồi, nhưng mà nhiều người thì có thể là thấy sẽ cảm giác là rất thương. Không Bằng Hà đang ngồi giống như khỉ đây nè. Không Bằng Hà hay chọc á, trốn gì mà ngồi cười hoài chứ. Mắc cỡ tại vì rất là ngại. Thì anh Nhân cũng là một YouTuber, Ngô Công Hân cũng là một YouTuber, mà YouTuber tình nghĩa thôi nha. YouTuber này không phải là YouTuber triệu view, nhưng mà luôn luôn có tình cảm, quý mến những cái cuộc sống như thế này. Rất là ví dụ như những cái hoàn cảnh như thế này, các anh chị em YouTuber nào đó, trên toàn thế giới mà thấy qua cái video của Ngô Công Hân thì hãy nhớ ghé Không Bằng Hà, ghé qua cái kênh của Không Bằng Hà và có thể liên hệ thẳng với Không Bằng Hà nha. Ai ủng hộ một cái tấm lòng vàng gì đó, mỗi một người một chút. Công Hân thì cũng là một YouTuber rất là nghèo, không có gì, chỉ có thể là ghé ngang đây để mà chia sẻ những cái hoàn cảnh sống của Không Bằng Hà với mọi người thôi. Về Công Hân lì xì cho Không Bằng Hà 500 để ăn Tết. Nhận đi, có 500 mà không có nhiều. Đưa cho mọi người coi nha. Đấy, Công Hân chỉ có 500 lì xì cho Không Bằng Hà để ăn Tết thôi. Anh Nhân có tên nào lì xì cho Không Bằng Hà luôn đi. Em Hân lì xì 500, anh lì xì 1000 đồng. Đó, anh Nhân cũng Tết thì nghe được 1500 thì ăn Tết cũng đủ rồi. Thì cuộc hành trình khám phá miền Tây Bạc Liêu giữa Ngô Công Hân và anh Nhân quán Gò Vấp đến nhà Không Bằng Hà cũng là một bạn YouTube chung của mình mà.
Ok, bây giờ con Hoàng cũng xin bye bye tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà ăn Tết thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng nha, nhiều hạnh phúc, và thành công trong cuộc sống. Thank you. Bye, tạm biệt. Cảm ơn. I'm going, going, going crazy. Bây giờ là 3 giờ sáng, sau khi rời khỏi nhà công an nhà ở Bạc Liêu thì công an nhà ở nhà quán lại tiếp tục cuộc hành trình đi về Rạch Giá. Rạch Giá thẳng tiến.